Cháy ô tô ở quốc lộ 2 km 53 Hà Giang Tuyên Quang địa phận xã Việt Vinh huyện Bắc Quang Hà Giang không có đội cứu hộ nào đến cứu hỏa thế mới lạ nè. Còn này. Này nó cháy còn lâu đi qua được. Bắt này xe bắt đầu mà tắc cái tận Bắc Quang luôn. Này tắc về đồn kia các khả năng mấy cây luôn nhờ. Đéo đi qua được luôn. Nhưng mà còn tầm 2 tiếng nữa, 1 tiếng nữa. Vâng. Không có xe cứu hỏa được. Đúng rồi. Đúng rồi. May nó còn xa cái cột kia đấy nhờ, nó mà gần cái kia nữa thì cũng hiểm rồi. Bây giờ mới là cháy to rồi. Cắt điện đi. Cứ bỏ mẹ một cái xe nó cũng có nhiều vật liệu cháy ấy nhỉ? Cháy chứ. Toàn xăng ấy. Dầu, nhựa. Xăng dầu. Toàn thứ dễ cháy. Xăm lốp kia nữa. Xăm lốp kia nữa. Gió lửa, gió bằng xăm lốp. Đúng rồi. Đấy. Ở chỗ gần đến Tân Quang à? Bên trên thị trấn Bắc Quang khoảng một đoạn ở chỗ bên trên bên trong chúng tôi ấy. Cái dây điện kìa cháy hết rồi. Là cái điện. Không cháy được ngọn lửa chứ nó lại không thể tắt được dây điện. Vì nó lên bên đấy của cái màu. Bởi vì đánh trước là nổ tiếp hay không? Nổ mà. Ôi ông Hiếp vẫn đi qua. Nóng lắm. Ừ. Xe này nó biết đầu vào tận máy rồi. Xe này vào tận máy này. Anh là đúng rồi. Nó chuẩn bị nổ quả lốp nữa bây giờ mà. Cháy hết một con xe tải rồi. Chuẩn bị nổ cái lốp nữa rồi mà. Cháy mẹ dây điện rồi. Không có cứu hỏa đâu. Hỏi đen xì nhỉ. Cháy có cứu hỏa đâu rồi.
cháy hết thôi. Này là tai nạn không cháy rồi anh. Hay là sao? Thì cái xe kia đây, nó vừa kéo ra được rồi nhưng mà sợ vậy. Máy bay rơi được rồi. Đứng xa xa mẹ ăn gỗ chết. Người cứ nói xe không anh ơi. Không sao đâu, người không sao đâu, người xuống hết rồi, không sao. Nó không biết nổ bình xăng hay nổ lốp nhỉ. Người không sao đâu mà. Điện.